Và sau đây Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bình luận thời sự của nhà báo Nguyễn Nam đăng trên trang Việt Nam Thời báo vào ngày 19 tháng 4 về tình trạng tham nhũng trong quân đội Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Tham nhũng trong quân đội. Năm tướng lĩnh nguyên là chỉ huy cảnh sát biển đã bị bắt. Cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 tướng lãnh nguyên là chỉ huy cảnh sát biển, gồm có 2 trung tướng và 3 thiếu tướng. Trước đó, vào ngày 2 tháng 10, cơ quan điều tra đã bắt giam 2 thiếu tướng Lê Xuân Thanh, tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 và Lê Văn Minh, tư lệnh vùng cảnh sát biển 4. Tin tức cho biết cuối quý 3 năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 đến 2020 và một số cá nhân. Ban bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, quy định của Quân ủy Trung ương, để nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cả bí thư, phó bí thư đảng ủy, tư lệnh, phó bí tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý sử dụng tài chính, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị kỹ thuật, vật tư, hàng hóa, đấu tranh phòng chống buôn lậu gây hậu quả rất nghiêm trọng. Đối với một số cá nhân, Ban Bí thư nhận thấy Trung tướng Nguyễn Văn Sơn với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy. Chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc, bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật, để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Trung tướng Hoàng Văn Đồng trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định pháp luật, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, theo ghi nhận, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của quân đội từ năm 44 đến nay và trong 23 năm tuổi của lực lượng cảnh sát biển đã công khai con số kỷ luật số lượng tướng lĩnh cao cấp nhiều như vậy.